Hồng Trang và Thủy Ngân xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Bộ đội biên phòng An Giang trao quyết định thăng quân hàm năm 2022, trong đó có 3 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn. Châu Thành ra quân cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2022. Thưa quý vị, chiều qua 15 tháng 7, đoàn công tác Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Phú Tân. Tiếp đoàn có đồng chí Thi Hồng Thúy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Phú Tân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Tân tập trung định hướng tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đảng các cấp, thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị đúng theo kế hoạch được huyện ủy phê duyệt, thường xuyên nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, góp phần định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh ghi nhận những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Phú Tân trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo của huyện Phú Tân tích cực nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước, quan tâm nghiên cứu quy định số 887 của tỉnh ủy về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh, xây dựng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, đội ngũ cộng tác viên, nhằm góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Chiều hôm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tá năm 2022. Cụ thể, trao quyết định nâng bậc lương và thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho 5 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Phạm Giang Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm, đồng thời khẳng định đây là những cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm lần này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự. 6 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Châu Đốc đã chủ động nắm chắc dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo, phối hợp lực lượng công an thành phố phát huy vai trò trách nhiệm của từng ngành từng địa phương trong tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022, lễ hội mắm Châu Đốc An Giang và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, an ninh tuyến biên giới ổn định. Những tháng cuối năm 2022, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp liên ngành kiểm tra các cơ sở ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân với các hoạt động tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường xử lý đua xe trái phép và xe vi phạm chở quá tải trọng. Tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường cho hơn 500 cán bộ quản lý môi trường các cấp và các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý môi trường các cấp và cơ sở doanh nghiệp thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường được các báo cáo viên là chuyên gia Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các vấn đề pháp lý và vận hành hệ thống quan trắc môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án cơ sở theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tổng quan một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, thay đổi phương thức quản lý môi trường của dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường. Tại đây, các đại biểu còn được tìm hiểu chi tiết hơn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm bổ ích và thảo luận trực tiếp các khó khăn đang vướng phải trong quá trình thực hiện do các chuyên gia giàu kinh nghiệm để có những phương cách thực hiện tốt nhất trong thời gian tới.
Ngày 15 tháng 7 tại xã Kiến Thành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới tổ chức phiên tòa giả định và tọa đàm về phòng chống xâm hại trẻ em. Tình huống giả định là Nguyễn Giang Duy, sinh năm 1979, đến trước cổng trường tiểu học bán đá bào. Lúc này Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2008 và Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 2009, đến mua đá bào. Trong lúc bán, Duy có hành vi xâm hại Thư. Sau đó vài ngày, Duy bán đá bào ở khu vực gần đó. Thư cũng đến mua và Duy tiếp tục có hành vi xâm hại Thư. Ông Ngô Hoàng Đức, cậu của Thư, nghe tin nên đã đến công an xã trình báo sự việc. Sau đó Duy bị khởi tố điều tra. Tại phiên tòa, đối tượng đã khai nhận hai lần xâm hại đến Thư. Căn cứ vào các tình tiết nêu trên, Tòa án Nhân dân huyện Chợ Mới tuyên phạt Nguyễn Văn Duy 3 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại với số tiền là 15 triệu đồng. Thông qua phiên tòa giả định, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại và bạo hành trẻ em, nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc hôm qua tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Giang Bảo đã đến dự. Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tín dụng chính sách đã thu được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2022-2025, thành phố Châu Đốc phấn đấu hàng năm nguồn vốn ủy thác tại địa phương đạt ít nhất là 5 tỷ đồng, phấn đấu nguồn vốn ủy thác của địa phương đến năm 2025 đạt 12% và đến năm 2030 đạt 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của thành phố. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã khen thưởng cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ giai đoạn 2002-2022. Hôm qua tại xã Vĩnh An, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện huyện Châu Thành tổ chức lễ ra quân cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2022. Đồng chí Từ Thanh Khiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Ban chấp hành các chi đoàn cơ sở, An ninh Nhân dân 2, Công an tỉnh An Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến dự. Với chủ đề tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em được bảo vệ và phát triển toàn diện, chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay trên địa bàn huyện Châu Thành diễn ra từ khi kết thúc năm học 2021-2022 đến ngày 31 tháng 8 với các hoạt động như rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức cho thanh thiếu nhi, tuyên truyền giáo dục thiếu nhi, chăm lo đời sống vật chất cho thanh thiếu nhi. Tại lễ ra quân, các đơn vị phối hợp đã trao tặng các nguồn lực hỗ trợ các chương trình như pano tuyên truyền các biển báo về giao thông, 1.000 cây xanh, 5 thẻ bảo hiểm y tế, 80 phần quà và 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, 5 suất quà cho các hộ gia đình chính sách. Ngay sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện huyện Châu Thành khánh thành công trình năng lượng xanh thắp sáng lộ giao thông nông thôn. Các đoàn viên thanh niên tiến hành trồng cây phân tán bảo vệ đê, trồng qua trên tuyến đường tỉnh 941, khám tầm soát các bệnh hậu COVID-19 và khám cấp thuốc miễn phí cho 50 người dân, tổ chức sân chơi hè cho các em thiếu nhi, qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện Châu Thành, góp phần cùng với chính quyền địa phương, chung tay thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022. Thời gian gần đây ở khắp các địa phương trong huyện Phú Tân đã tổ chức nhiều hoạt động như xây cầu, làm đường, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện trọng đại này. Mới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thạnh Đông tiến hành thi công công trình mở rộng láng nhựa tuyến đường ấp Bình Trung 2 và Bình Quế 1 với chiều dài 800m, kinh phí khoảng 300 triệu đồng do nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là công trình không chỉ giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện mà còn ghi dấu ấn chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Được thực hiện làm cái đoạn đường này thì chủ trương của địa phương thì làm có công khai, minh bạch, rõ ràng, được dân tin tưởng, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân, rất tin tưởng vào cái việc và cái chủ trương của địa phương.
Càng ý nghĩa hơn, khi địa phương phát động nhựa quá tuyến đường này thì có khoảng 400 hộ dân nơi đây đồng tình ủng hộ, vì theo nhiều người dân, tuyến đường này đã từ lâu chưa được nâng cấp, mở rộng. Rất là sung sướng, bởi vì hồi đó tới giờ thì cái đường này là đường đất, mà muốn làm thì phải đi vận động toàn dân. Rồi hôm nay thì rất là thấy con đường này như vậy là rất là chắc chắn, là rất là phấn khởi cho người dân là đi lại là rất thuận tiện. Điều đáng ghi nhận là việc tổ chức họp dân được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, từ khâu thành lập đoàn vận động, công bố quy mô công trình, kinh phí đầu tư được công khai một cách chi tiết, theo cách dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, đồng thời có sự góp sức tích cực của tổ dẫm giá cầu đường xã Bình Thạnh Đông. Anh em ở đây là toàn bộ là cái tâm không à, chứ ngoài ra anh em không có hưởng một thụng cái gì hết, mà chỉ là bỏ công sức ra làm. Rồi ngoài ra ở gia đình đó thì cũng là đóng góp cho xã hội rất là nhiều trong những lần địa phương vận động. Những cái việc gì mà được mà dân mà tham khảo đồng tình mà thực hiện á, mà cụ thể công trình này á, là coi như là dân tham gia ngay từ đầu là rất tích cực, kể cả là trong công tác vận động. Nhanh nhất nghĩa là trong 30 ngày thì kinh phí gần đủ. Rồi là cái vào thi công thì coi như là lực lượng là coi như làm mỗi ngày là trên dưới là 20-25 người, có thời điểm cao nhất là coi như thời điểm đổ nhựa hôm nay là coi như trên 30 người, 40 người. Cùng thời điểm này, xã Hiệp Sương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Trường C nối liền hai ấp Hiệp Thạnh và Hiệp Hưng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu với chiều dài 39m, bề rộng 4m, tổng kinh phí xây dựng khoảng 1,3 tỷ đồng do nhà nước và nhân dân cùng làm. Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang nói chung và huyện Phú Tân nói riêng, để đạt được bước phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị. Chiều ngày 15 tháng 7, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 phối hợp xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới tổ chức trao tặng quà cho 20 gia đình thương binh liệt sĩ và 50 hộ dân nghèo trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Riêng 5 gia đình chính sách khó khăn, Lữ đoàn 962 trao tặng tiền mặt 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của quân đội, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tối qua 15 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức tổng kết công diễn và trao giải thưởng hội thi ca múa nhạc và nét đẹp công sở công nhân viên chức lao động huyện năm 2022. Hội thi năm nay thu hút hơn 277 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, người lao động đến từ 116 công đoàn cơ sở trực thuộc trong huyện Phú Tân tham gia. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, những thành tựu của quê hương đất nước, biển đảo Việt Nam, ca ngợi quê hương Phú Tân, tôn vinh truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và giai cấp công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ. Qua hai đêm thi diễn tại hai cụm Phú Lâm và Phú Bình, có 80 tiết mục đơn ca, tân và cổ nhạc, song ca, tam ca, tốp ca, múa và nét đẹp công sở đặc sắc đã đem đến hội thi không khí vui tươi phấn khởi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 37 giải A, B, C và khuyến khích toàn đoàn cho các đoàn và tiết mục thi diễn xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về công đoàn cơ sở khối thi đua số 1, giải nhì công đoàn cơ sở Tân Trung, đồng giải 3 là công đoàn cơ sở Phú Xuân và Phú Thọ. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho lứa tuổi thanh thiếu nhi bị ngừng trệ, thì kỳ nghỉ hè năm nay được nhiều bạn nhỏ và phụ huynh mong đợi. Bên cạnh nỗ lực tạo các sân chơi bổ ích cho trẻ, thì nhiệm vụ bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực cũng được các ngành các cấp và chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các hoạt động bổ ích, lý thú, qua đó góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, mùa hè cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước, những vụ xâm hại, bạo lực ở trẻ. Thực tế này đòi hỏi sự quan tâm và nhiều hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành và đặc biệt là của mỗi gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho trẻ. Dẫu thời gian hè năm nay có ngắn lại, nhưng nhiều sân chơi, hoạt động hè vẫn được các địa phương, các trường học quan tâm tổ chức để trẻ có những ngày nghỉ thú vị, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và thể chất.
Thì năm nay là cái đúng là cái năm đặc biệt các em, là các em học sinh nó thay vì đã được nghỉ hè nhưng bây giờ các em vẫn được tiếp tục học. Như vậy thì thay vào đó thì sau khi các em đã thi học kỳ 2 xong thì nhà trường bắt đầu chuẩn bị cho các em bước vào cái hè với những cái hoạt động trải nghiệm. Rồi ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian giống như kéo co, chuyền tranh, gà đẻ trứng vàng vân vân, để cho các em có cái vui tươi sau cái thời gian học tập mệt mỏi. Với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, mang đến cho trẻ một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên đã tổ chức các lớp năng khiếu hè 2022 miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn với nhiều bộ môn như phổ cập bơi, bóng đá, cầu lông, võ cổ truyền và thanh nhạc. Đây là hoạt động thường niên đáp ứng nguyện vọng học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí phù hợp, an toàn, lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng. Thông qua các lớp năng khiếu hè, giúp các em làm quen với môi trường sinh hoạt cộng đồng, nâng cao vốn hiểu biết, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành và rèn luyện thể chất. Được sự đồng thuận của thành ủy, ủy ban nhân dân cũng giống như là trung tâm, ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố tạo điều kiện cho mở các lớp sinh hoạt hè, ví dụ như là cầu lông, bóng đá, võ thuật, bơi lội để tạo một cái sân chơi lành mạnh cho các em. Và bên cạnh đó, đặc biệt có một cái là trong dịp này thì mình sinh hoạt là sinh hoạt hè thì có môn bơi lội, tức là cũng tạo điều kiện cho các cháu là được tập bơi để tránh đuối nước. Đối với các cháu thì đây là một dịp mà để mà tạo được cái niềm vui cho các cháu, và bên cạnh đó các cháu cũng rất là phấn khởi để chờ đến ngày mà được nhập học. Trong những năm qua, sân chơi hè cho trẻ em luôn được Thành đoàn Long Xuyên quan tâm thực hiện. Thông qua việc triển khai hoạt động sinh hoạt hè, các em được tham gia văn nghệ, thể thao, được tuyên truyền luật trẻ em và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền sức khỏe tay chân miệng, phòng chống sốt xuất huyết, giúp các em vừa rèn luyện sức khỏe, giáo dục truyền thống, vừa tránh xa những tệ nạn xã hội, các thiết bị công nghệ số để giúp các em có thêm nguồn năng lượng trước khi bước vào năm học mới. Hôm nay đến với lễ sinh hoạt hè, em học được rất nhiều điều bổ ích và học được nhiều kỹ năng sống. Em chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc lễ phát động sinh hoạt hè thành công tốt đẹp. Đến với sinh hoạt hè hôm nay, em cảm thấy sinh hoạt hè này bổ ích và tích lũy nhiều cuộc sống. Em cảm thấy rất vui vì tham gia sinh hoạt hè. Có thể thấy, việc mang đến cho trẻ một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với những hoạt động bổ ích để trẻ thực sự được nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thoải mái khi bước vào năm học mới. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.